Từ nay thằng Vinh nó tới đây á, bà đuổi nó về giùm tôi. Má, mấy khách về con đi chơi tiếp. Không lo, ở nhà dọn dẹp nhà cửa đi, nhà chuẩn bị có khách đó. Thằng quỷ, mày đi hả? Chết rồi. Ai à? Suốt ngày lang thang hóng hớt, cờ với bạc vô tích sự. Bà này, bà này vô tích sự chứ. Đi về, cho tao mua ly cà phê tao về. Đi đi. Cho ly cà phê ít sữa nha bà. Biết rồi, mối mang sao tôi quên được chứ. Trời, con nói chú là phải lên pháo. Tao ghét nhất cái thằng nào chầu rìa đó mà ngồi chỉ chỉa cái mỏ vô á. Đi vô khác mày. Con chỉ chú nanh thôi chú chửi con trời. Nè, tôi ghiền cà phê của bà vậy đó. Từ nay á, thằng Vinh nó qua đây á, bà đuổi nó về giùm tôi nha. Sao đuổi được, mất mối thì sao? Nó mang tiền tới cho tôi đó. Con nói với má rồi, không? Không có con, có khi bà Tám lại buồn, hàng xóm buồn. Buồn cái con khỉ á. Đi về bay. Nè, thôi bữa nay đặt khuyến mãi ly nè, khỏi trả tiền. Cảm ơn bà. Đi về. Dạ, bà Tám. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Có. Ai vậy? Con chào cô. Con giao cà phê cho dì Tám á, mà dì Tám đang bận đi đám giỗ nên kêu con qua đây ngồi nhà cô một xíu. Xin phép cô ạ. Ai vậy hả? Vô trong ngồi đi con. Dạ. Vô trong á. Ủa, con giao cà phê cho bà Tám hả? Trời ơi, cà phê của bà Tám ngon lắm. Cô uống giết á, cô ghiền ngày 3-4 ly luôn. Cà phê của con cũng có tiếng trên thị trường á cô. Giá thành phải chăng, chất lượng lại ok. Bữa nay con có sản phẩm mới á, cô có muốn dùng thử không ạ? Có, đưa cô dùng thử coi. À mà này, sao bán hàng mà đi giao tối vậy? Dạ, tại dì Tám là khách mới á, nên là con ráng ngồi đợi thì cô về. Vậy hả? Má, má vậy? Con. Nè, đi đâu mà tối ngày lang thang vậy? Không lo, ở nhà dọn dẹp nhà cửa đi, nhà chuẩn bị có khách đó. Anh này là khách rồi hả má? Không. Không, tôi đi giao cà phê cho dì Tám á, mà bà đang đi vắng nên qua đây ngồi nhà xíu. Thôi chắc xin phép cô con đi qua coi dì Tám về chưa nha. Thôi con đi đi. Má, mấy khách về con đi chơi tiếp. Cái gì? Ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa đi, chuẩn bị nhà có khách đó. Ủa, anh chưa về à? Tại dì Tám chưa có về á. Chú đi đâu vậy? Em đi chơi game. Thôi anh đợi xíu nha. Mãi xíu về. Đi nha. Dì con. Dạ, con qua bên dì Tám á, mà dì chưa có về. Mấy con quên đưa cà phê cho cô dùng thử à. À vậy hả? Ừ, mang vô đây, mang đi, cô dùng thử coi. Dạ. Đây con. Con cảm ơn. Ngon quá con ạ. Dạ. Thơm ngon nữa. Uống giết ghiền. Trời ơi, cái mắt tự nhiên sao cay dữ trời. Ý, chết rồi con ơi. Cô sao không cô? Cô chắc bị nắng. Cô ơi, con. Cô. Con ơi. Cô ơi. Mẹ đâu à? Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mày đã bị tao phát hiện rồi. Rồi, mối mang mà sao quên được. Tôi ghiền cà phê của bà vậy đó. Ở quán cà phê, tôi đã nhìn thấy anh ngồi nghe ngóng cuộc nói chuyện của mẹ tôi và bà Tám chủ quán. Khi tôi về đến nhà, thì anh đã đeo khẩu trang đứng trước cửa nhà tôi từ lúc nào, chứng tỏ anh đã bám theo chúng tôi để biết địa chỉ nhà này. Bà Tám! Thằng quỷ! Mày đi hả? Làm tao hết thù à? Đâu, Tết nhất mua mai bán đắt nha bà Tám. Qua chúc Tết rồi, về đây.
Ủa vậy thôi hả? Rảnh dữ vậy đó. Sau khi đi chúc Tết trở về nhà, tôi đã thấy anh ở trong nhà nói chuyện với mẹ tôi. Và khi thấy tôi xuất hiện, anh đã vội vàng giấu giếm thứ gì đó. Khi tôi hỏi về danh tính của anh đã trả lời: tôi đi giao cà phê cho dì Tám á, mà bà đang đi vắng nên qua đây ngồi nhà xíu. Tôi biết anh đang nói dối vì tôi vừa ở quán cà phê bà Tám về. Con là con ngửi thấy cái mùi không tốt từ thằng này đó. Xíu mà nó quay lại á, là má phải đề phòng. Tôi đã cảnh báo mẹ tôi về ý đồ xấu của anh và chạy đi báo công an. Ngon quá. Cô cho con xin thêm miếng đường được không cô? Tại bình thường con hay uống ngọt đó. Được. Con ngồi đây nha, cô đi lấy đường chưa? Anh đóng giả làm người tiếp thị cà phê và mời khách uống thử, rồi đánh lạc hướng nạn nhân để pha thuốc mê vào đồ uống của họ. Tôi đã nấp ngoài cửa sổ để chứng kiến toàn bộ âm mưu của anh và lấy điện thoại quay lại hành vi phạm pháp này làm bằng chứng. Mẹ tôi đã nghe lời cảnh báo của tôi và chỉ giả vờ uống cà phê rồi diễn bài chống mặt ngất xỉu. Anh lợi dụng lúc nạn nhân bất tỉnh để lục lọi và ăn cắp vì anh biết ngày Tết người dân thường cất giữ nhiều tiền mặt trong nhà. Tôi và công an đã mai phục ngoài cửa nhà từ trước và bắt anh tại trận cùng tang vật. Này là tiền của má tao. Mày tưởng dễ ăn tiền của má con tao hả sao? Mày có biết tao là ai không? Tao là má của anh thám tử nổi tiếng đó. Thế đúng thôi vậy Phương. Đi. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Tuyệt đối không thử đồ ăn, nước uống của người lạ tiếp thị tại nhà, vì đây có thể là mánh khóe để khống chế chủ nhà và đột nhập trộm cắp. Nếu phát hiện những đối tượng lạ lảng vảng trong khu vực để nghe ngóng thăm dò với đồ xấu, hãy cảnh báo ngay cho công an để tiến hành điều tra và bắt giữ đối tượng này. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi sẽ giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm.